Vâng, xin kính chào tất cả quý bà con, cô bác, anh chị và các bạn đã quay trở lại video tiếp theo của Nhịp Cầu Nhà Nông. Lời nói đầu tiên thì chúc tất cả quý bà, cô chú, anh chị và các bạn sức khỏe dồi dào và bình an trong cuộc sống. Sáng hôm nay thì đang ở tại cái văn phòng của siêu thị cây giống Willow Farm, thì có một cái chú chạy ngang qua cũng gửi cho mình cái bộ lá của vườn của chú. Chú hỏi rằng là vườn của chú bị cái gì này. Thì mình cũng trả lời với chú rằng vườn của chú bị bệnh thân thư. Chú nói rằng là bây giờ bệnh thân thư này thì trị bằng cái cách nào thì quý vị anh chị các bạn mình cũng nói ngắn gọn cho chú hiểu cho sơ, rồi tí nữa mình phân tích với quý vị anh chị các bạn một cái nguyên nhân cụ thể. Thì trị là bằng trị cái này hả bà con ha. Cái này là siêu áo giáp đó, đây là siêu áo giáp đây bà con, của công ty nông nghiệp Hoa Kỳ. Thì mình đã nói rất là nhiều ở trên video cũng như là mình hội thảo đầu bờ cũng nói rất là rõ ràng về vấn đề siêu áo giáp này. Phía trước nó đây bà con, nó có khiên giáp ha, đây là sản phẩm của công ty nông nghiệp Hoa Kỳ. Vâng, quay trở lại cái vấn đề mà mình trả lời sâu xa cho tất cả quý vị anh chị các bạn, đây là cái lá mà sầu riêng nó bị thân thư. Rất là nhiều nhà vườn thấy cái tình trạng vườn của mình như vậy, bắt đầu rất là lo âu cũng như là sợ không biết là có trị được hay không. Và chúng ta trước khi trị thì chúng ta phải có cái cách phòng nha bà con nha, phòng bệnh thân thư trên cây sầu riêng như thế nào. Tất nhiên là đây còn nhánh nữa này bà con, đây nhánh nữa này chú cũng đưa lên mình nè. Mình đã giữ lại, mình không có ra bên ngoài quay tại vì trời bên ngoài cũng đang mưa, và đặc biệt là vào mùa mưa này thì bà con cũng biết rằng là nó rất là nguy hiểm chứ không phải riêng gì về thân thư. Rồi, thân thư là một trong những cái bệnh gây hại mà nặng nhất trên cây sầu riêng, và bệnh thân thư ảnh hưởng đến bộ phận của cây như là lá này, bông này, nhiều khi trái non. Và cây sầu riêng bị bệnh nặng sẽ rụng rất là nhiều lá, cây nó còi cọc và nó kém phát triển ha bà con. Vậy nhiều khi bà con hỏi cái nguyên nhân nó như thế nào và nguyên nhân nó tại sao mà nó bị như vậy. Nhiều khi có rất là nhiều bà con á mới trồng sầu riêng á, thấy cái cây của mình nó bị vậy này, cứ nghĩ rằng do xịt thuốc sâu hay là do đi phân bón này nọ, thì nó nguyên nhân như thế nào. Còn cái bệnh thân thư trong cây sầu riêng á là do nấm mà Colletotrichum ha, đọc tiếng Anh là Colletotrichum gây ra, và đây cũng là loại nấm mà gây bệnh thân thư cho tất cả các loại cây trồng khác. Tuy nhiên là trên cây sầu riêng á là nó biểu hiện rất là rõ, cây sầu riêng là biểu hiện nhiều nhất nha bà con nha. Nên là chúng ta phải phòng ngừa nó. Và trong vườn á, có một cây bị nhiễm á, mà trong vườn của bà con là có một cây bị nhiễm thì tất cả cây khác nó cũng bị có nguy cơ nhiễm theo nha bà con. Cái bào tử nấm mà gây thân thư này nó sẽ truyền theo gió nhanh chóng và lan từ cây này qua cây khác. Chúng có thể rơi vào đất và lan truyền trong nước, trong cỏ và nước tưới hoặc là nước mưa. Vâng, cái bệnh thân thư á, nó phát triển trong cái môi trường như thế nào? Đó là trong cái môi trường với một cái điều kiện là độ ẩm cao và sương mù nhiều. Đặc biệt là cái vùng miền Tây và vùng miền Đông chúng ta là những cái thời tiết mà sắp chuyển giao qua từ mùa nắng qua mùa mưa á, thì nó sẽ có những cái ẩm độ cao và sương mù nhiều. Và đặc biệt là quý bà con cũng biết rằng là bệnh á, thường xuyên nhiễm mạnh ở cái giai đoạn mà đọt non và lá non mở, trong cái điều kiện mà nếu nó có tạo điều kiện thuận lợi thì lá non bắt đầu chuyển già qua, thì nó sẽ bắt đầu có cái hiện tượng mới chớm ở cái đầu đây thôi là chúng ta cũng đã phát hiện nó, lá non mới mở trong cái điều kiện thuận lợi nha bà con. Và cái điều kiện để thân thư nó phát triển là ví dụ như kiểu như chúng ta trồng sen, hoặc là chúng ta trồng ít khi chăm sóc, hoặc là chúng ta không chăm sóc đúng cách, như là chúng ta bón phân không cân đối. Không cân đối là như thế nào bà con? Thí dụ như là dư đạm này, hoặc là nó dư các cái thành phần khác, dư đạm hoặc thiếu các cái chất dinh dưỡng khác, đặc biệt là thiếu trung vi lượng khác. Và những cái vườn mà chúng ta không được cắt tỉa, hỏi chú vườn của chú cũng cắt tỉa không, thường thường chú cũng nói lâu lâu mới nhắm vài cành để tỉa, cũng không dám tỉa ha. Thì cái vườn chúng ta là không được cắt tỉa và có cái tán nó rậm rạp, vườn nó bị rợp bóng mà thiếu ánh nắng chiếu vào, nên cái nồng độ mà ẩm độ nó tăng cao và bệnh nó thường gặp, đặc biệt là những cái vùng mà bà con hay trồng sầu riêng chen với mít, hay chen với tắc, chen gì mà mình không có cắt tỉa đó. Tất nhiên là cái bệnh này nó cũng thường phát hiện ở trên các cái vườn sầu riêng mà có đất xấu này, ít chất hữu cơ và không được cải tạo đất và phòng trừ nấm bệnh trong cái trong đất của chúng ta, trong cây của chúng ta thường xuyên. Nghĩa là mình trồng thì mình cứ xịt sâu rây rồi đi phân, nhưng mà cũng không cân đối và đất của chúng ta không được cải tạo.
Và cái bệnh thắng thư này nó gây hại là trên nhiều bộ phận của cây à, chứ không phải là riêng về lá đâu nha bà con. Nhưng mà lá là cái biểu hiện đầu tiên và chúng ta sẽ thấy lá là đầu tiên nhất. À, tiếp theo nó sẽ là thấy ở trong cái bông sầu riêng à, bông sầu riêng và cái thứ hai, cái thứ ba nữa là cái trái sầu riêng. Rồi à, trên lá thì lúc đầu vết bệnh nó thường phát sinh ở chỉ cái mép lá này thôi bà con à, ở cái mép lá này thôi, ở chóp lá đó. Sau đó thì nó bắt đầu nó lan vào phía trong nếu mà chúng ta không xịt thuốc nó à, nếu mà chúng ta không xịt thuốc nó là cứ bắt đầu nó lan và phần cái phiến lá này nó có màu nâu đậm nè. Cái vết bệnh đó, điển hình là những cái đường mà viền tròn à, nâu đậm và dọc theo à, cái gân lá của chúng ta à, nó dọc vào đây à, quý vị anh chị các bạn, nó dập vào. Và cái vết bệnh có thể bắt đầu từ cái vết thương, có thể rằng là cái vết bệnh của chúng ta là bắt đầu từ cái vết thương do côn trùng, chẳng hạn như những do côn trùng chích thuốc, và đặc biệt là rầy xanh và bọ xích à, bọ xích á. Hôm nào mình sẽ làm một cái video về bọ xích. Bọ xích á, thường thường nó chích là các cái gân lá, còn con rầy xanh á, là nó ăn xung quanh những cái bìa lá. Rầy xanh nó ăn xung quanh cái bìa lá à. Còn cái lá này đang là bị nhện, lá này là đang bị nhện. Thì cái chính thí dụ như con rầy xanh hoặc là những cái con, thôi nói về vấn đề rầy xanh sẵn ở đây nói luôn, thì rầy xanh nó hay phát triển vào cái thời điểm và đầu mùa mưa, nên là đầu mùa mưa là bà con phải trị nha. Hôm nào mình sẽ nói rõ hơn về rầy xanh. Thí dụ như rầy xanh là một con nó đẻ ra thành hai, nó đẻ ra một con nó đẻ thành hai con nó đẻ ra bốn con. Thí dụ như một con đẻ 100 con, 100 con đẻ 1000 con. Nếu chúng ta không mà quản lý nó theo mà đúng cái lộ trình từ trứng đến con á là nó nhăn ghê lắm đó. Nên là đầu mùa mưa là bà con chúng ta cũng xử lý cây con rầy xanh nha. À, đó là vết bệnh của chúng ta cũng bắt đầu từ cái phần mà côn trùng á à, hoặc là nó rách nữa nha à, thường thường thì mấy bà con hay có trồng xong rồi không tỉa, gió nè, gió cái cành này với cành kia nó đụng vô lung lay à, nó rách à, chúng ta không phun thuốc kịp thời thì cái bệnh nó nặng và làm nó lá cho chúng ta bắt đầu nó khô và nó cháy dần hoặc là nó rụng sớm, nhiều khi nó còn như cái chuỗi trà luôn đó bà con à, em hay nói là à, em đi vô mấy cái vườn mà chú nói ở trồng xong sau vào riêng tao như chuỗi trà vậy đó, nó cũng rất là nhiều nguyên nhân à, chuỗi trà thì nó cũng có do vấn đề là mấy con bọ xích nó chích hút hay là những cái con rầy nó đánh à, nó cũng rụng lá à, và thắng thư cũng là một cái vấn đề. Còn trên bông sầu riêng nó bị như thế nào thì cái này thì mình không có cái bông sầu riêng để ví dụ cho quý vị anh chị các bạn à, nhưng mà sẵn ở đây bông sầu riêng mà bị nhiễm cái con nấm thân thư này của Colletotrichum này đó, là sẽ có cái vết thối màu nâu xám, cái vết định bệnh này nó đen và nó lan dần và cuối cùng là khiến cho cái bông của chúng ta nó rụng à, rụng bông cũng là một nguyên nhân là do à, thân thư nữa nha bà con, chứ không phải là do mà thiếu cân bằng dinh dưỡng không đâu. Và trên trái thì tất nhiên là nó có những cái vết đốm nhỏ màu nâu và hiện rõ ở hốc gai ha à, cái vết nặng này mà đến mà thực sự thắng thư mà nó lan vô trái nữa thì thôi chúng ta không còn gì để bàn cãi nữa, nó gây cho sượng trái rồi nó quằn phía ngoài trái những cái màu vàng không có đẹp à, dần dần thì trái nó cũng bị rụng luôn. Rồi à, nói đi nói lại thì mất 8 phút cuộc đời của bà con. Vậy à, bà con của chúng ta là phòng và trừ bệnh như thế nào à, trên thắng thư cây sầu riêng để cây của mình nó không có bị tình trạng như vậy à, đây à, bà con chúng ta phòng bệnh là chúng ta chăm sóc cái cây sầu riêng chúng ta, thứ nhất là khỏe mạnh là nó có độ kháng thể cao ha, chúng ta cũng đi đủ nước, nhất nước là nhì phân, tam cần thì tứ giống ha, và bón đầy đủ cái dinh dưỡng cho cây. Dinh dưỡng nào thì bà con cũng thấy rằng là thằng siêu dưỡng cây ha à, sẵn ở trên kênh luôn cũng giới thiệu với nói với quý vị chị các bạn thì kênh Nhịp Cầu Nhà Nông thì cũng có truyền tải đến quý vị à, những cái lọ phân bón mà hay em hay thường đi vườn chăm sóc vườn như người ta như siêu dưỡng cây, Humic Hoa Kỳ, Chico Humic đó, là những cái thành phần gọi là hữu cơ. Và tiếp theo là chúng ta nói về phân bón á, thì chúng ta à, nước ha à, chúng ta chăm sóc cho cây à, cái tiếp theo là chúng ta cải tạo đất à, cây trồng của chúng ta thật tốt và tăng cường à, đi các cái loại phân bón hữu cơ à, phân bón hữu cơ à, hoa mục cũng được, hoặc là những cái phân bón mà đã ủ, hoặc là chúng ta đi thằng bộ siêu dưỡng cây, trong đó có Trico Humic à, Trico Humic và Humic Hoa Kỳ. Trico có Trico Humic thì ở đây mình không có cầm nhưng mà mình hay quay cho bà con coi, đó là gói Trico Humic vừa có Humic à, và có Trico Dema à, để tưới và bổ sung các cái chủng vi sinh vật à, có lợi cho đất của chúng ta nha bà con nha. Và chúng ta đặc biệt là chúng ta vấn đề này là giữ cái ẩm à, cho đất à, trong cái mùa khô à, bằng cây cỏ dại hay là các cái loại cây cỏ như là cỏ rau trai ha bà con ha, hay các cái vật liệu hữu cơ khác. Và đặc biệt là chúng ta cắt tỉa và tạo tán cho cây chúng ta hợp lý, tránh để vườn chúng ta nó không
bị rậm rạp và độ ẩm quá cao. Và đặc biệt cái quan trọng là chúng ta phải phun trừ cái nấm bệnh và cả côn trùng định kỳ. Thường thường thì đây là cái bộ, cái này không quảng cáo nhưng mà cái này thường thường rất là nhiều quý bà con hỏi là sử dụng cái loại này để phòng ngừa và trị nó luôn. Thì đây là cái chai siêu áo giáp của công ty nông nghiệp Hoa Kỳ, như đầu video mình đã nói ha. Cái chai này nó có rất là nhiều cái tác dụng, nên tác dụng của nó thực tế rằng là ngừa nấm khuẩn và chống rễ lá, kháng khuẩn và nấm bệnh nha các bạn nha. Nó làm cho xanh lá, rửa vườn và sạch bệnh, hết rong rêu và ngừa nấm, ngừa khuẩn. Quý vị anh chị các bạn, một chai này là giá bán 195.000 chưa có tính tiền ship. Thì bà con cần cái sản phẩm này, bà con có thể gọi vào tổng đài ở đây, có mấy anh em chuyên viên, có mấy bạn xinh đẹp tư vấn cho bà con mua rất là nhiều. Nhưng ngoài ra, nói về thắng thư, ngoài ra còn có các bệnh khác thì mấy bạn tư vấn này các bạn có thể phòng ngừa, có nghĩa là tư vấn cho bà con. Còn nói về vấn đề sâu bệnh thì rất là nhiều quý bà con hỏi ở cái chai siêu giáp này có thể kết hợp với sâu bệnh được hay không. Thực tế ra thì nói nó vẫn được, nhưng mà mình khuyến cáo cho bà con là khi mà chúng ta sử dụng các cái loại mà được chiết xuất, những cái loại mà bệnh thì chúng ta không nên đi chung với dưỡng, hoặc là chung có thể là kết hợp với sâu rầy cũng được, nhưng mà tốt nhất là mình khuyến cáo nên tách riêng ra để cái hiệu lực của thuốc nó dễ hơn. Tại vì thường thường các loại sâu rầy á thì có những cái loại mà không có hoạt chất tinh dầu, rồi có những cái loại mà có những hoạt chất 3.6 rồi 2.6, nó rất là nhiều thứ, nên là mình khuyến khích với bà con là nên đi một dòng một riêng này, thằng trị bệnh này, phòng ngừa bệnh này, siêu giáp này, đi một dòng một là khá là ok. Và tất nhiên là khi cái cây nó bị như vậy rồi, nếu trường hợp quý bà con nó bị như vậy rồi đó, thì chúng ta phải làm sao? Bà con, tất nhiên là chúng ta cũng phải diệt nó thôi. Và cũng thằng siêu áo giáp này nha bà con nha, cái khi mà chúng ta phát hiện cây trồng của chúng ta mà có dấu hiệu mắc bệnh thắng thư bằng lá như vậy, thì bà con chúng ta cần nhanh chóng có thực hiện các cái bước như sau. Cắt bớt tỉa cành, tỉa cành bớt sơ sơ ha, những cái cành nhiễm bệnh, và chúng ta bắt đầu đêm đi tiêu hủy ha. Chúng ta tiễn xong rồi nó cũng giống như một cái vết bệnh xì mũ vậy, thắng thư nó cũng là nguy hiểm lắm nha. Chúng ta tiễn xong rồi chúng ta gom ha, trải cái tấm bao xuống, chúng ta tiễn xong nó rớt xuống mình lấy gom cái tấm bao đấy, chúng ta tiến hành đi tiêu hủy để tránh cái lây lan. Và đây, sử dụng cái sản phẩm siêu giáp này để chúng ta trị nó. Thì khi mà cái sản phẩm chúng ta phun á, ví dụ như mà nó mới chớm ở cái đầu này nè, đây bà con, nó mới chớm cái đầu này, thì chúng ta sẽ phun nó liền, phun liền để ngăn ngừa cái vết khuẩn, cái vi khuẩn này nó không xâm nhập vào bên trong. Còn nếu chúng ta để lây lan tới trong này rồi thì chúng ta sẽ phun nó ngừng lại và nó khô lại ha bà con, nó khô lại. Thường thường bà con hỏi mình rằng ủa vậy là phun một cử hay hai cử nó hết? Cái này cũng rất là khó trả lời nha bà con. Cái này thật sự luôn là không thằng phép gì khó trả lời. Thì thông thường á thì bà con phun ít nhất là phải hai cử để cho nó ngừng cái nấm này, nó ngừng cái con vi khuẩn này nó xâm nhập vào đó. Còn cái này là không có cứu được rồi nha bà con nha. Cái này là nó chết rồi, không có cứu được, chắc nhiên rồi ha, cái đấy không có cứu được. Và có trường hợp, có nhiều bà con hỏi mình là nếu như nó trường hợp nó lây lan mà nó có vàng, và cái vàng này có cứu được hay không, thì cái này cũng xin phép thưa với bà con luôn là nhiều khi cái vàng này cũng không có làm cho nó xanh lại, trừ khi chúng ta cũng có thể phun một cái vài hoạt chất vi lượng, nhưng mà cái vàng mà nó bị đã như vậy rồi thì thôi cho nó chờ nó già luôn, chứ không có cái cách nào đâu bà con nha. Và cũng nói luôn với bà con luôn, khi mà cái cây nó bị bệnh như vậy này bà con, thì bà con nên hạn chế giùm em là phun cái phân bón lá dinh dưỡng gì nha. Khi mà nó bệnh vậy thì bà con phải trị cho nó dứt điểm, cho nó khô xong đã, rồi nó hết bệnh rồi đó, bà con mới đi cái phân bón lá nha bà con nha. Đi các loại phân bón lá, bà con trị sâu rầy rồi hết, rồi nó khô hết là lại rồi bà con mới đi. Còn nếu không á, mà bà con mà thấy cây mình nó bị bệnh rầy rồi bà con là cung cấp thêm phân bón lá rồi vi lượng này nọ nữa, thì vô tình á, nó tạo thành cái vết, cái điều kiện thuận lợi để cho con vi khuẩn nó phát triển. Cái này là em cũng chia sẻ thật tình với bà con, nên là cái cây chúng ta nó bị bệnh như vậy là chúng ta phải trị bệnh nó 14 phút cuộc đời của bà con. Và chúng ta sử dụng chai siêu giáp này, một chai chúng ta pha cho 400 lít nước, rồi chúng ta phun vào tầng lá, phun vào thân cây, phun xương hết, chúng ta phun mạnh vào những dưới tầng lá để cho làm gì, để cho tiêu diệt cái con vi khuẩn colic
Tortichum này ha, là tiếng Anh nó hơi lẹo lưỡi chút xíu bà con thông cảm. Thì hôm nay ngồi ở văn phòng để cùng ngồi trò chuyện với quý vị bà con cô bác, rất là nhiều quý bà con cô bác là hỏi về cái vấn đề rất là nhiều lần mà em cũng trả lời bằng video cũng nhiều rồi, hội thảo ở đầu bờ cũng nhiều rồi. Hôm nay thôi sẵn cái nhân dịp mà chú ông đưa cái lá này thì sẵn trả lời với chú luôn và trả lời cho quý bà con cô bác luôn. Và mấy bà con cô bác là hỏi là thí dụ như nó bị như vậy là xịt mấy lần nó hết, thì cái này là em cũng không dám chắc với bà con là một lần hay hết hay hai lần nó hết đâu nha bà con nha. Ít nhất là cũng phải hơn hai lần để làm cho cái lá chúng ta nó hết bệnh và nó khô lại. Và khi cây nó khô lại rồi, nó khỏe lại rồi thì chúng ta sẽ bắt đầu cho nó vào cái quy trình phục hồi. Thì chúng ta sẵn ở đấy, khi mà cái lá cây của mình nó bị vậy thì chúng ta sẽ kiểm tra lỡ dưới nó có bị vấn đề tiếng trùng rễ hay này nọ gì không, rễ nó có bị úng bị gì không thì chúng ta kiểm tra luôn. Còn về cái phần rễ thì hôm nào mình thực tế mình sẽ làm cái video thực tế ở tại vườn cho bà con. Còn bây giờ ở đây không có thể nào bứt cái cọng rễ lên mà để cho bà con coi được. Rồi, chúc bà con sức khỏe và cần gì bà con gọi vào tổng đài. Sẵn ở đây thì mình cũng nói luôn với quý vị bà con cô bác, thì bà con cần các cái loại phân bón hữu cơ cũng như là bà con cần các cái giai đoạn mà bắt đầu từ giai đoạn kiến thiết đến giai đoạn kinh doanh, hình thành, cần lên mương, lên liếp, xử lý đất như thế nào cũng như là hệ thống tưới nước ra sao, và cũng như là cái giai đoạn quan trọng nhất chúng ta là đoạn kinh doanh, đó là làm bông làm trái ra sao, thì anh em kỹ thuật cũng sẵn sàng chia sẻ với bà con và tiện sẽ ghé thăm vườn của bà con. Và mến chào tất cả quý bà con.